Xin chào các bạn, hôm nay Yêu Công Nghệ sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc mixer dành cho DSLR và đặc biệt phù hợp với những bạn quay phim như mình. Thế các bạn có hỏi mình là tại sao phải dùng mixer trong khi ở trên máy cũng có một cổng mic 3.5. Thế thì mình cũng hỏi lại các bạn là với những chiếc mic có đầu jack Canon như này, chỉ có jack Canon 3 chấu như này thì chúng ta sẽ làm thế nào? Các bạn có nói là sẽ dùng một dây chuyển như thế này, một đầu 3.5 và một đầu Canon. Thì liệu có âm thanh có ổn định không? Mình chưa nói đến trường hợp là di chuyển thì sẽ dẫn đến những trường hợp mà tuột. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc mixer này rất là hay. Mình sẽ mở hộp nó. Trong hộp của hãng Salamonic thì chúng ta có một chiếc giấy bảo hành đi theo cùng là mã của sản phẩm, một từ hướng dẫn sử dụng. Chúng ta chỉ có một thứ tiếng là tiếng Anh. Đây là sản phẩm chính của chúng ta. Và mình sẽ giới thiệu qua một vòng về sản phẩm của chúng ta. Ở mặt trước thì chúng ta có thể thấy là đầu tiên là một núm xoay để kết nối ốc 1/4 với đế của máy ảnh. Đây, chúng ta sẽ kết nối như này. Lát nữa thì mình sẽ kết nối. Mình sẽ giới thiệu tiếp. Ở đây chúng ta có một cổng on/off power. Tiếp theo là cổng vào thứ nhất, input 1 và input 2. Ở đây thì chúng ta có left right cả hai. Cũng có 3 chế độ PH, mic và live. Chúng ta có một hỗ trợ mic phantom 3V ở cổng thứ nhất. Cổng thứ hai thì chúng ta có hỗ trợ mic phantom ở 48V. Đây, M và S, viết tắt của stereo và mono. Chúng ta có hai núm xoay để điều chỉnh âm lượng left right. Ở đây chúng ta có màn hình hiển thị. Đây, màn hình hiển thị xung và pin. Mình đang và hiển thị cả chế độ stereo hoặc là mono. Ở đây chúng ta có một cổng out để lấy tín hiệu ra máy, một tai nghe. Phía trên của sản phẩm thì chúng ta có một chiếc ốc 1/4 như các bạn nhìn thấy ở đây. Nó được thiết kế lệch 1/3 để khi chúng ta đặt máy lên thì giữ được thăng bằng cho máy và giữ được thẩm mỹ. Có một lớp cao su để chống trơn trượt. Phía bên này thì chúng ta nhìn thấy có một khe để đựng pin. Chúng ta sẽ sử dụng pin 9V cho chiếc mixer này. Đây, mình có thể lấy ra cho các bạn xem. Đây là mình đã bỏ sẵn chiếc pin. Khi bỏ pin thì các bạn nhớ lưu ý là để đúng cực, tránh tình trạng nhầm. Bên này thì chúng ta có một khe để cài mic. Vì nó sử dụng hai mic, hai cổng vào thì chúng ta sẽ, nhà sản xuất đã hỗ trợ chúng ta một cái chiếc khe nữa để chúng ta có thể gài chiếc mic của chúng ta vào. Đây, sẽ gài như này. Tí nữa mình sẽ gài, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vòng. Phía sau của sản phẩm thì các bạn có thể thấy là chúng ta có hai đầu vào, cổng 1 và cổng 2, cụm cổng 1 và cụm cổng 2. Chúng ta có jack 3.5 ở bên này với 3 lỗ. Bên này chúng ta có hai cổng Canon 3 chấu. Phía dưới của sản phẩm thì chúng ta có hai lỗ để bắt vít 1/4 và vít 3/8 để chúng ta có thể đưa lên chân máy, đưa lên củ dầu và đưa lên chân máy như này. Đây. Một phần mixer thì chúng ta, chiếc mixer này để kết nối nằm giữa chân và máy. Để tiến hành thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đưa chiếc máy của chúng ta lên mixer. Chúng ta vặn con ốc này ngược kim đồng hồ. Bây giờ mình đã đưa chiếc mixer lên máy. Sau khi đã kết nối mixer với máy xong thì mình có chuẩn bị hai bộ mic để thử mixer luôn. Bộ thứ nhất mình sử dụng jack 3.5 và bộ thứ hai mình sử dụng jack 3 chân Canon. Các bạn lưu ý là mình sẽ đánh số cho các bạn quan sát và
Kênh tiếng các bạn nhớ là chọn kênh khác nhau. Ví dụ ở bộ 1 này thì mình sẽ chọn kênh 1, và 2 mình sẽ chọn 2. Để tí nữa các bạn sẽ cùng thử. Bây giờ mình sẽ đưa từng chiếc một lên. Ở chiếc mic thứ nhất thì các bạn có thể đưa lên đầu máy, chiếc giá của máy đầu máy. Chúng ta sẽ kết nối với các 3.5. Ở chiếc mic thứ hai thì như mình đã nói, nhà sản xuất đã thiết kế cho chúng ta thêm một chiếc ghế gà để chúng ta có thể gắn mic vào đây. Và xếp con ốc vào để cố định mic. Ok, vậy là mình đã setup xong. Sau đây thì mình sẽ mời một bạn nữa vào để ngồi cùng test mic của mình. Mình đã setup xong một buổi phỏng vấn talk show. Đây là các bạn có thể thấy, mà khi sau khi đã bật mic chiếc mixer này thì màn hình sẽ hiển thị cho chúng ta thấy sóng và số lượng pin và chế độ stereo như mình đã nói. Mình có thể cắm thêm một chiếc phone như này để kiểm soát âm thanh mình thu được. Sau đây thì mình sẽ nhờ hai bạn này nói chuyện một đoạn để chúng ta cùng test mic. Chiếc mic mà các bạn đã nghe thấy là mình thu bằng chiếc mic BMW 1000 này của hãng Bojang. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử chiếc mic hai chiếc mic. Và bây giờ chúng ta sẽ thử thu với chiếc mixer này. Nhân tiện đang test mic thì anh có thể kể một câu chuyện của anh được không ạ? Anh sẽ kể cho em một câu chuyện. Một câu chuyện này dựa trên câu chuyện có thật mà anh là nhân vật chính. Thế nhưng mà câu chuyện này là câu chuyện tình yêu. Ngày xưa ấy, ngày mà anh còn bé ấy, chắc là khoảng cũng rơi vào tầm khoảng độ 15, 16 gì đấy. Anh có thích một cô gái. Nói chung là cũng học cùng trường thôi. Cô ấy cũng xinh, người cũng ngon ton, cũng nói chung là cũng ngon. Nên là nó nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Ừ đấy. Nên là anh cứ yêu thương, anh cứ thầm thương trộm nhớ cô ấy. Thế đến một ngày là anh không chịu được nữa, anh bức xúc quá, nó lên đến đỉnh điểm. Thế là anh bắt đầu là anh nghĩ ra đủ các trò để anh trêu chọc rồi anh tán tỉnh cô ấy. Nhưng mà cuối cùng là do là nói chung là cũng là do ông trời thôi, do tạo hóa đấy em ạ. Mình thì không có đẹp trai gì, xấu trai quá nên là có dùng mọi biện pháp hay là mọi thủ đoạn thì nó cũng lên thế đấy. Vâng, cảm ơn hai bạn đã chia sẻ một câu chuyện rất là vui. Thì sau đây mình sẽ quay trở lại chiếc mixer của mình. Thì các bạn có thể thấy là nhìn cái tổng quan thì nó rất là gọn gàng. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc là đặt mua sản phẩm thì các bạn vui lòng truy cập trang web yêucongnghe.vn hoặc gọi điện tới hotline của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.